Một người đứng trên bục cao, người còn lại đứng ở phía đối diện. Dưới vạch kẻ quy định, dùng hai sợi dây thừng đưa từng quả bóng nhựa di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối và khéo léo căng chỉnh làm sao để bóng rơi vào thùng lưới. Kết thúc 1 phút 30 giây, đội chơi nào có nhiều quả bóng hợp lệ hơn sẽ giành chiến thắng và cộng về cho đội mình 30 điểm. Đội thua không có điểm. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với thử tài thách trí đội khách mời. Có bao giờ các bạn chơi thể thao cùng với nhau chưa? Dạ có rồi. Môn gì nè? Cầu lông. Bóng chuyền. Ai là người chơi thể thao năng động và giỏi hơn? Dạ chị em. Wow, ngoài những môn thể thao đó ra thì hai chị em có những hoạt động nào cùng chung với nhau trong cuộc sống hàng ngày không? Ca hát. Ca hát nữa. Ai là người hát hay hơn nè? Chị em luôn. Ôi. Chị nhiều cái điểm nổi bật ghê. Hay là tại vì Linh hơi khiêm tốn đúng không? Dạ không. Còn về học tập thì sao? Dạ chung một lớp nhưng mà khác chỗ ngồi. Khác chỗ ngồi mà có khi nào mà bắn cái suy nghĩ của mình qua bên cho người chị em của mình để mình có thể nhắc bài không? Dạ có. Hy vọng là hai chị em sẽ kết hợp ăn ý với nhau nhé. Dạ vâng. Vào vị trí nào. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên. Bóng màu xanh. Màu xanh màu của hy vọng. Cố lên em. Cố lên. Rồi, càng về nào. Càng về nào. Không sao hết, không sao hết. Làm lại. Không sao hết, nhiều bóng lắm. Thời gian còn nhiều lắm. Bình tĩnh nào em. Đúng rồi. Màu đỏ nè, màu đỏ mày. Màu đỏ dưới đỏ. May mắn nè. Xuất sắc, tuyệt vời. Cố gắng giữ được phong độ này nè. Căng dây ra. Rồi. Hay quá, rất tốt, rất tốt. Linh làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cả hai chị em đó dần quen rồi, dần quen rồi. Cố gắng bình tĩnh nào. Còn 60 giây nữa. Cố lên nào, cố lên nào. Bây giờ là trái bóng màu vàng. Rồi. Thật đáng tiếc. Cố lên. Rồi. Đẩy ra đây. Còn đẩy ra đây. Đây. Quá tam ba bận nha. Lần này phải chính xác nào. Cố lên. Yeah. Rất hay. Lần này thì Hoài cũng đã chủ động kết hợp cùng với người chị em của mình để ghi được điểm. Rồi. Hay quá. Nhẹ nhàng, gọn gàng. Rất là bình tĩnh luôn. Hai chị em chơi rất tốt. Rồi. Hay quá. 20 giây cuối cùng nào. Ghi thật nhiều điểm. Gây nhiều áp lực cho đội chủ nhà nào. Rất xuất sắc. May quá. Trái bóng đang hồi và từng khá mạnh. Còn 9 giây. 8 giây. 7. 6. Bốn, ba, hai, một, và hết giờ. Wow. Chúng ta kiểm tra kết quả nào. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trái. Và quan trọng là cái trái cuối cùng nó được ghi vào khoảnh khắc Hoàng Đa Bên đã nói hết giờ. Và khi chữ giờ thì bóng đã nằm trọn vẹn bên trong khung lưới nên vẫn tính hợp lệ. Chúc mừng các bạn. Đội chủ nhà đã có được một số kinh nghiệm đến từ phần thi đấu của đội khách mời rồi. Cố gắng ghi thật nhiều điểm nhé. Chỉ có 90 giây mà thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh Tưởng đã chọn màu xanh lá cây trước. Anh Tưởng đang di chuyển. Thấy chưa? Đâu có dễ. Căng dây ra Dương. Em phải căng dây ra Dương ơi. Nếu như chúng ta mở rộng dây thì mở tại chỗ thôi. Đừng đưa qua bên trái bên phải. Nó rất dễ dàng đưa bóng đưa ra khỏi bên ngoài. Dần quen rồi. Một điểm đầu tiên, một trái bóng đã nằm hợp lệ bên trong khung thành. Và bây giờ sẽ là trái bóng thứ hai. Hay quá anh Tưởng ơi. Dạ, Dương xuất sắc. Anh Tưởng mới là có trò chơi mới về chơi với con rồi đó. Anh đi bằng một giây được sao? Một giây không? Không tin được, đi bằng một giây. Nào nào, hay quá. Bốn trái rồi. Vẫn còn 30 giây nữa. Nhiệm vụ chúng ta phải vượt qua được con số 7. Wow, 5 trái. Còn hơn 20 giây nữa. Có phá kỷ lục được không không? 6 trái rồi. Rất hồi hộp, rất hồi hộp. 15 giây cuối cùng. Wow, 7 trái. Bằng với đội song sinh rồi. Bây giờ 8 giây quyết định cuối cùng nào. Yeah, 8 trái. Thời gian vẫn còn. 2, 1, hết giờ. Rồi, xin mời hai nghệ sĩ quay trở về vị trí. Chúng ta vẫn phải kiểm tra kết quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 trái. Chúc mừng đội chủ nhà. Như vậy đội chủ nhà đã có được thêm 30 điểm nữa trong quyền điểm của mình.